Đêm nghe cái âm thanh này không biết các bạn nào đói bụng giống mình không nhờ. Đấy, đợt vừa rồi rất là nhiều bạn báo mình hướng dẫn làm cái món lòng rán Tết từ nơi rồi. Đấy, anh em về nhà làm cái món lòng rán này cho gia đình ăn, không biết có hợp lý không, không biết các bạn nào muốn làm không thì vào ngay video này, Ngô Quyền Thế sẽ hướng dẫn mọi người nhá. Nguyên liệu ấy, hôm nay mình sẽ có non nuôi rồi sụn này. Đấy, cái này thì mấy bữa mình sẽ hướng dẫn mọi người làm sao. Đấy, tiếp theo là cái cổ họng mọi người nhá. Đấy, thịt giải này, dạ dày này. Đấy, và không thể nào là thiếu cái non đuôi được. Non đuôi và dạ dày ấy, hôm trước mình đã hướng dẫn mọi người làm rồi, mọi người chú ý sơ chế thật là sạch sẽ nhá. Đấy, món nội tạng rất là nhạy cảm, làm cho mọi người ăn thật sạch sẽ. Tiếp theo nhá, thì mà nó vàng ươm được ấy, anh em phải có các nguyên liệu: hoa hồi, thảo quả, quế, xả, mạch nha nhá. Quan trọng cái mạch nha này. Đấy, nó sẽ tạo màu, còn các cái hương liệu kia ấy sẽ để cho mùi thơm mọi người nhá. Mọi người đun nước sôi và cho tất cả các hương liệu đấy vào, đun khoảng tầm 30 phút rồi cho các cái đồ vào, tấu khoảng tầm 2 đến 3 phút là ok cả nhà nhá. Đấy, sau khi mà tấu xong ấy thì mình sẽ nêm nếm gia vị. Đấy, sẽ có hạt tiêu và hạt nêm, đường. Bạn nào ăn cay cho ít sa tế, một xíu nước mắm, xong cho vào trộn đều lên khoảng tầm 10 phút nha mọi người nhá. Đấy, sau đấy cho vào cái chảo dầu này. Úi giời ơi mọi người nhìn kìa, vàng ươm, xèo. Đến cái đoạn này thì thơm nhất mũi rồi cả nhà. Mình chiên một lúc nó vàng ướt luôn. Dừng lại video thôi mà ứa nước miếng. Hôm nay có đầu bếp Phan Đăng nha, sẽ cùng mình. Đây, em ấy thái đồ rất là chuẩn luôn mọi người ạ. Đấy, dạ dày nhá, mình cho vào luộc chín tới xong cho ra rán. Úi giời ơi thơm nhất mũi luôn. Đấy, sau đấy là em thịt giải này ăn rất là mềm và ngon, chấm lên một chút mắm tôm nữa thì thôi rồi. Đấy, món chính đây rồi là em nõn đuôi chiên mọi người nhá, vàng ướt luôn. Đấy, ngoài rồi trong mồm mềm béo ngậy luôn. Ăn cái nõn đuôi này chấm với mắm tôm nó thật mọi người tuyệt cú mèo luôn. Bác nào dân nhậu thì không thể nào thiếu cái món cổ họng này rồi. Em cổ họng này nó thật mọi người giòn sật sật luôn. Đấy, chiên vàng ướp đấy, cả sụn cả thịt đấy, ăn rất là giòn và ngon. Em cổ họng này luộc cũng ngon mà chiên thì lại càng ngon, tốn thêm tí công thôi. Đấy, nhưng mà ăn giòn sật sật mà tẩm ướp vào đấy nó rất là thơm. Đấy, nhậu thì thôi rồi đấy, và đặc biệt là em dồi sụn đấy mọi người ạ. Dồi sụn của bên mình chỉ nói là đẳng cấp thôi. Đấy, nõn đuôi dày này nhồi ăn rất là bùi và béo. Đấy, tổng thể luôn anh em ạ. Tết về đấy, các bạn học được cái cách làm Ngô Quyền Thế rồi, mọi người về nấu cho gia đình ăn nhá. Các cái đồ sơ chế thì mình đã hướng dẫn hết rồi đấy. Chấm thì chấm mắm tôm là ngon nhất. Bạn nào không chấm nước mắm tôm mẹ làm bát bún canh mì tôm, hoặc là bát nước mắm thần thánh hôm trước mình chấm cho ấy, đến cái đoạn khó nhất rồi mọi người ạ. Đính mình là thế, mồ mình hơi sọc lên là cứ phải đả hai miếng một. Đấy, em học lại ăn hai miếng hơi vất vả rồi, mình ăn một miếng thôi tại vì nó rất là giòn. Làm thêm miếng dạ dày nữa. Đấy, sau đấy thì mấy anh em nhậu thôi, để Phan Đăng vào đây ăn cùng anh. Đấy, tình cảm anh em mình là từ những cái đĩa này cứ thế đi lên. Đấy, thằng cu em ăn tía lại bắt đầu vào gọi là ăn trực rồi. Đấy, mấy anh em mình đơn giản thế thôi. Đấy, làm quay xong thì lại ăn cùng nhau luôn. Tết tư về anh em chủ tài nhá, cảm ơn cả nhà nhiều.